Nhóm Phụ Nữ Miền Tây xin chào tất cả các cô chú, anh chị, các bạn. Ngày hôm nay thì mấy cô lại tiếp tục rất là vui mừng và hạnh phúc khi mà có được các cô, các chú Mạnh Thường Quân đặt thêm 1.500 cái bánh bông lan nữa đó cô chú ơi. Thì ở đây là mấy cô đang tích cực làm những cái chiếc bánh bông lan thơm ngon nè. Có bác Năm nè, bác Năm chào cô chú đi ha. Rồi có Thím Năm, dạ, bác Hai, dạ, bà Út thì đang đánh bột. Thì ở đây là hôm nay là mình được 3 khuôn bánh bông lan luôn nha cô chú, để mà mình nướng tốc độ lên đó. Thì bánh rất là ngon ở phía trên nè, cái phần mặt ở dưới của bánh bông lan cũng rất là vàng luôn, và phần ở trên cũng rất là ngon và hấp dẫn luôn. Cái bánh nào cái bánh nấy hiểu nu nặng luôn á cô chú. Đó, bây giờ là ba mẻ gan lượt luôn nè, tại vì mấy cô là đổ chung một lần rồi, cái mình lấy ra cũng lấy vừa một lần luôn đó. Nhìn cái bánh này nóng hổi, vừa thổi vừa ăn luôn nha, đủ hình đủ dạng hết á. Dạ, ở phía bên đây thì bà Út đang đánh cái phần bột nè, mình đánh tới đâu thì mình đổ tới đó luôn hay gì bà Út? Mình làm lửa. Dạ. Đánh càng lâu á nó bông như vậy nè, nó trắng nè, trong đây thì có đường với lại trứng á, mà mình đánh mà nó trắng nó bông lên như vậy nè, rồi mình mới trộn với lại cái phần bột đã được canh theo tỷ lệ hết rồi. Rồi sau đó mình mới đổ vào trong khuôn như thế này. Đánh giờ Thím Năm với lại bác Năm đang đổ nè. Của bác Hai là gần lấy ra được rồi hả? Nha. Rồi. Ở phía trong đây thì mình đang đánh thêm cái phần trứng nữa, thì cứ nhiều mẻ mình đem ra vậy đó cô chú. Thì cái thao bánh này nè là mới vừa ra lò luôn đó. Ôi nó ngon nè cô chú ơi, cái nào cái nấy nè, quá hấp dẫn luôn á. Đây, phía bên đây thì là công đoạn thành phẩm nha cô chú ơi. Thì có là mấy cái bánh bông lan nè, mình sẽ bắt đầu vô hộp. Mỗi một cái hộp như vậy á, thì mình sẽ vô là 15 cái. Dạ, tùy theo hôm, như hôm nay thì cô chú Mạnh Thường Quân đặt là 1.500 cái. Ở một hộp là mình vô 15 đúng không chị? Dạ, 15 cái thì sẽ là 100 hộp. Đây, rất là nhiều bánh thơm ngon luôn. Hôm trước thì là 12 cái, còn hôm nay thì được 15 cái luôn. Rồi ăn là được mấy người luôn á. Này về buổi sáng hoặc là buổi tối cái đem ra uống nước chè rất là ngon luôn. Mấy chị em tụi con đem phát vào sớm Khmer là không đủ luôn cô chú, tại vì ai cũng thích bánh bông lan hết á. Này, ở đây thì làm được rất là nhiều thùng luôn rồi nè, làm từ tối hôm qua đến giờ á. Nhóm Phụ Nữ Miền Tây xin mến chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn. Xin chào. Ngày hôm nay thì con với lại chị Nhiền thật sự rất là vui mừng và hạnh phúc luôn cô chú, anh chị, các bạn ơi, khi mà được đại diện cho Mạnh Thường Quân, đó là chú Hùng Vũ, để mà gửi tặng tổng cộng ở đây là 1.500 cái bánh bông lan đến tặng cho các bà con ở xóm dân tộc Khmer nha. Cho các cô chú anh chị các bạn xem một cái hộp bánh thành quả từ hồi sáng tới giờ mà mấy cô đã làm nè. Ở trong mỗi một hộp như thế này thì mấy chị em tụi con cùng với lại mấy cô cho vào là 15 cái. Thì giá bánh một cái là 1.500 đồng. Ở đây có tổng cộng là 1.500 cái bánh. Cho nên có số tiền ngày hôm nay mà chú Hùng Vũ gửi tặng bánh đến cho tất cả các bà con ở xóm dân tộc Khmer lên đến là 2.250.000 đồng ạ. Hôm nay thì mấy chị em tụi con mang bánh vào đây thì cũng có để một ít ở ngoài. Bây giờ thì con sẽ đi xuống dưới để mà mời các cô chú cũng như là các bé nhỏ thử xem là cái bánh này khi mà mọi người ăn thì cảm nhận sẽ như thế nào nha. Mấy cô ơi, có ai muốn thử bánh không nè? Dạ, có ai muốn thử bánh không, đưa tay lên đi. Ngon, bánh đó rất là ngon, không ăn rất là ngon bánh đó. Dạ, đây con mời cô thử một cái nha cô Hai. Cô bẻ bánh ra làm hai rồi thử cho mọi người cái cảm nhận nha. Dạ. Béo rất là ngon, thơm nữa.
thơm nữa. Dạ, ngon nữa, rất là ngon với cô chó. Dạ, con cảm ơn. Ừ, mấy cô. Dạ, à, xuống phía dưới này đi nha, thêm một cô nữa. Mấy cô ơi, ai thử bánh giùm con một cái nha. Thử dạ. Con mời cô. Thử cô. Rồi, cô thử đi. Rất là ngon, thơm nữa. Thơm không? Thơm mùi trứng không chị? Bánh này là mới vừa đổ xong ra luôn. Rồi bạn cuối cùng đây. Rồi mấy bạn chia nhau ra nha. Miếng coi. Ờ có một cái thôi, quá trời bạn chia luôn. Nhắm mì. Thử đi, bẻ nhiều nhiều mạnh mạnh vô đi. Rồi mỗi bạn một ít nha. Miếng ăn đi kính cướng. Rồi bánh ngon không nè? Ngon. Trời ơi dễ sợ không, rồi ăn lại coi. Ngon rồi, ngon vậy cho chị xin một vài vỗ tay nha. Đại diện gửi lời cảm ơn đó mấy con. Dạ, cô chào bà. Ờ, con. À, nói chưa? Dạ, ở hôm nay thì mấy chị em tụi con rất là vui khi mà được đại diện cho Mạnh Thường Quân là chú Hùng Vũ mà đến đây để mà gửi tặng những cái hộp bánh hết sức là thơm ngon đến tặng cho các bà con ở xóm dân tộc của mình. Thì con cũng chân thành cái cảm ơn cái tấm lòng của bà đối với chú Hùng Vũ nha. Bây giờ thì con xin mời bà phát biểu ạ. À. Giờ tôi cũng cảm ơn chú Vũ ha, có lòng hảo tâm dân cho chúng tôi được chị ra Tết này cũng vui vẻ. Quy hoàng tôi cũng chúc cho chú được sự bình an, vô sự nha. Tết năm mới, an khang thịnh vượng. Dạ, con cảm ơn bà nhiều. Cho bà một tràng vỗ tay đi mọi người ơi. Hồi nãy là chị có nghe dì Nhàn nói là có bạn nào hát được một bài hát không là sẽ được tặng quà đó. Có bạn nào xung phong lên hát không nè? Có bạn nào xung phong hát không? Xin mời cánh tay của những bạn nhỏ. Nếu như mà không hát là mất quà nha, chị lên phát bánh nha. Thôi đi lên phát bánh. Mất cỡ quá rồi. Rồi lên đây với chị nè. Lên đây nè con. Đây 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 đây, trời mất cỡ kìa. Rồi con cảm ơn chú đi. Ô cun đứng lên. À rồi đây của em. Rồi của em đây bé. Dạ đây con gửi tặng cho bà nha, chúc bà nhiều sức khỏe nha bà. Dạ rồi con gửi lời cảm ơn bà, chúc bà nhiều sức khỏe nha, được sự bình an nha con. Dạ con cảm ơn bà. Rồi bạn nhỏ ơi của con đây, em gửi chị nha. Rồi mấy bạn về ăn ngon miệng nha, của em đây. Rồi bạn nào nữa, rồi tiến lên tiến lên. Đây. À. Con mua cục giỏi. Dạ con gửi bà. Chúc con được nhiều sức khỏe nha. Con cảm ơn bà. Dạ cảm ơn gửi chị. Dạ sức khỏe. Cảm ơn bà. Em nhiều sức khỏe. Dạ con cảm ơn ạ. Đây của em đây. Rồi ăn ngon miệng nha. Dạ con gửi ạ. À nãy đi chung với mẹ ha. À hồi nãy đi chung với bà đúng không? Rồi hiền quá nha. Còn sao nữa lên đi. Dạ đâu. Lấy tay ra. Bữa nay mới thức đó, ngủ mới cảm ơn không cô. Đỡ lắm. Dạ. Cảm ơn chị. Dạ. Cảm ơn nha các cô. Dạ. Con gửi cô. Rồi bạn nhỏ tiến lên. Của em đây. Chú ăn ngon miệng nhé. Dạ, chú Hồng Vũ gửi tặng cho mình nè. Của em đây. Ồ, nay liên cao dữ vậy. Cảm ơn cô. Dạ, con cảm ơn cô. Trời bé bỏng, em bé bồng bồng. Ừ. Ăn mau chóng lớn nha. Dạ, em gửi chị. Rồi, của con đây con trai. Ăn ngon miệng nha chị. Cảm ơn rồi, nha. Dạ. Dạ. Rồi, con gửi cô nha. Chúc ăn ngon miệng nha cô. Cảm ơn chị. Rồi, của mình đây. Yến, của Yến đây. Yến cảm ơn đi. Cảm ơn. Không cảm ơn, lấy lại nha. Cảm ơn đi con. Không quen rồi. Cảm ơn cô. Dạ. Không quen là mốt không cho nữa đâu. Cảm ơn cô. Cô lẹ cô đi, giỏi quá. Rồi em gửi chị. Em cảm ơn chị. Dịnh bé lại chị ơi xe không. Rồi của con đây. Con cảm ơn cô. Giỏi. Dạ chúc cô về ăn ngon miệng nha. Dạ chúc ông Vũ gửi tặng cho mình nè. Rồi của em đây. Cảm ơn chị. À đây là của em.
Dạ, chúc cô ăn ngon miệng nha cô. Dạ, chúc Hùng Vũ gửi tặng cho mình nè. Cảm ơn. Chúc nhiều sức khỏe nha. Rồi, mấy bạn nhỏ chị cảm ơn nhiều nha. Em cảm ơn chị. À, về ăn ngon miệng nha. Đây, của em đây. Rồi, cô Nương. Dạ, ăn ngon miệng nha chị. Rồi, của em đi bé. Dạ, chú Hùng Vũ gửi tặng nè. Con gửi chú. Cảm ơn luôn nha. Dạ, đây con gửi cô nha. Rồi, bạn nhỏ ơi, tiến tới. Quá giỏi rồi. Dạ. Ăn ngon miệng nha cô. Đây. Cảm ơn nhiều luôn. Dạ, ăn ngon miệng nha chị. Dạ, em gửi cô nha. Cô trả mãi không già. Cảm ơn chị. Cảm ơn Cưng. Dạ, em gửi chị. Cảm ơn Cưng. Dạ, ăn ngon miệng nha. Cảm ơn cô. Dạ, chúc cô nhiều sức khỏe ạ. Cảm ơn luôn. Dạ, chúc Hùng Vũ gửi tặng nha. Cảm ơn mấy cháu nha, để chẳng uống trà. Rồi, của em đây. 3, 6, 9. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24 lần nữa. Nhanh cái tay mà lẹ cái chân nha. Dạ, chú Hùng Vũ gửi tặng cho mình nè. Mấy bé giờ này là còn chưa đi học về đó. Hầu như là cái bánh bông lan nên là khi mà nghe tới là ai cũng thích hết cô chú. Tại vì nó rất là dễ ăn luôn. Cái mùi thơm ơi là thơm nữa. Ôi cái hộp bánh nhìn nè, quá là đẹp. Bánh mới hay ngon. Vừa mới đổ xong. Rồi của em đây. Dạ. Mất mận cá ở ngoài hè không ăn. Dạ, con gửi cô, chúc ăn ngon miệng cô ạ. Rồi của em đây. Cảm ơn. Ờ. Nhanh lên nhanh lên. Chậm là hết đó. Cảm ơn chị. Ờ. Dạ, chú Hùng Vũ cũng tặng cho mình nha. Rồi của em đây. Chưa vậy trơn mà bạn kia là đã cầm hết một cái bánh rồi đó. Lấy xong là ăn liền theo tay. Mấy cô nghe bánh bông lan chạy lại quá trời kìa. Giờ này ở sớm này vui ha. Lâu vậy lắm rồi mình thấy sớm cũng trúng đông vậy ha. Dạ. Mấy bữa trước tụi em vô vắng. Dạ đây, chú Hùng Vũ gửi tặng ạ. Dạ, cảm ơn. Dạ. Cô chú anh chị nào chưa nhận thì nhắn lại giùm em nha chị. Chú ơi, ghé lấy bánh vàng nè chú. Chú lấy bánh vàng đi. Dạ đúng rồi, con gửi chú. Dạ. Qua đây vậy nè. Này, của em đây. Dạ, con gửi bà chúc bà nhiều sức khỏe ạ. À, cảm ơn con. Dạ. Dạ, xong rồi đó bà. Dạ, xong rồi bà. Con nghe. Dạ, khỏe mạnh luôn con. Dạ. Bé nãy nhận rồi chị. Qua đây. Qua đây chị cho nè. Dạ. Lấy phần bánh vàng nè bà. Dạ. Chúc bà nhiều sức khỏe nha. Hai mẹ con có bánh chưa? Lại đây em gửi bánh nè. Nhanh lên nhanh lên. Nhanh lên nhanh lên. Chậm tay là không còn đâu. Xíu đi con, chạy xíu lại. Nhanh 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 nhanh. Thôi giờ mất kìa. Lại đây, lại đây. Lại đây. Trời ơi, con mấy tuổi rồi? Mấy tuổi, con mấy tuổi? Trời ơi. Lại đây, lại đây. Của con nè. Dạ đây chú Hùng Vũ gửi tặng rồi. Lại đây. Lại đây, lại đây.
Trời ơi, bà mắc cỡ nữa nè, cầm đi con. Lấy đi chị cho lấy lẹ, cảm ơn. Cảm ơn. Cô đi. Rồi, giỏi. Khoanh tay nữa. Rồi, của em đây. Cảm ơn. Tám phần nữa. Cô bán hơn, cô bán đồ gãy. Rồi, cô nãy gì hả? Dạ. Con gửi chú. Em là em thấy lần kia là có chạy xe lay gai lại cho chị nhàn nha. Mấy cô nghe mùi bánh lan bay phát phớt phải chưa chịu nổi rồi. Trời ơi, thương mấy cô quá. Thấy thương thiệt luôn á. Dạ. Dạ bánh bông lan. Con gửi tặng cho cô nha. Rồi. Dạ con gửi hả? Dạ chúc hai cô nhiều sức khỏe hả? Cảm ơn nha con. Năm phần nữa chị Nhàn ơi. Mấy cô nói là lâu quá rồi mấy chị em không có ghé ở đây. Lúc mình ghé cô cũng hay á. Dạ. Hai cô luôn. Cô áo vàng nữa kia. Dạ, chú Hồng Vũ gửi tặng ạ. Cảm ơn nha cô. Dạ. Còn mấy phần nữa là hết rồi mấy cô ơi. Dạ đây con gửi cô ạ. Chúc ăn ngon miệng nha. Chú ba ghé đi. Dạ không con tặng ạ. À. Lấy hả? Dạ chú ghé nhận cho chú. Chú lấy hai hộp đi. Rồi hai hộp em. Dạ xuống đây giùm con với ạ. Đợi chú xuống nha. Đó. Rồi của con đây. Rồi cảm ơn nha. À. Dạ chúc ăn ngon miệng ạ. À. Rồi. Hộp đó nhậu đủ rồi đó. Cô làm nó. Rồi hết luôn. Bé nhỏ có bánh chưa? Lấy rồi. Có rồi ha. Còn một hộp nữa. Xin giùm đừng khóc cho bà chị. Dạ. Rồi, thấy có bóng dáng chạy xe đạp lại rồi. Dạ. Chạy lại mà hết là buồn lắm luôn á. Có bánh chưa? Rồi, đậu xe đó nha. Gấu hồng. Khó xử nha. Dạ, chết rồi. Thôi để mày đi. Dạ. Dạ con cảm ơn cô. Rồi của em đây. Dạ. À, chú Hồng Vũ ngày hôm nay thì hai chị em tụi con thật sự rất là vui mừng và hạnh phúc luôn khi mà được thay mặt cho chú để mà gửi tặng cho các bà con ở xóm dân tộc Khmer tổng cộng đó là 1.500 cái bánh bông lan với tổng số tiền lên đến là 2.250.000 đồng. Một lần nữa thì xin chân thành cảm ơn tấm lòng của chú rất là nhiều và kính chúc cho chú và gia đình trước thềm năm mới sẽ có được thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui trong cuộc sống nha. Còn bây giờ thì cho hai chị em tụi con xin chào và hẹn gặp lại ạ. À.